Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam. Nhịp đập thị trường chứng khoán trong tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 4 năm 2023. Với áp lực bán ở vùng giá cao cuối tuần trước, VN Index đã có tuần giao dịch thứ 2 tháng 4 năm 2023 biến động tiêu cực hơn. Cụ thể, kết thúc tuần, VN Index giảm 1,57% về mức 1.052,89 điểm. HNX Index kết tuần giảm 2,06% về 207,25 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần nghiêng về tiêu cực với áp lực bán ngắn hạn tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán sau giai đoạn tăng tốt. Trong tuần thanh khoản trên HOSE đạt 64.036,26 tỷ đồng, giảm 4,6% so với tuần trước. Thanh khoản HNX giảm nhẹ 0,7% với 8.160,15 tỷ đồng được giao dịch. Những thông tin điểm nhấn trong tuần là Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương khẩn trương xử lý, giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản trong sáng ngày 12 tháng 4 năm 2023 và các thông tin về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong tuần qua, thị trường phân hóa mạnh với dòng tiền ngắn hạn luân chuyển qua các nhóm ngành nghề. Chịu áp lực điều chỉnh mạnh là nhóm bất động sản sau nhiều tuần phục hồi tăng giá như LDG giảm 17,32%, L14 giảm 10,52%, SCR giảm 10,13%, CEO giảm 9,41%, DIG giảm 4,71%. Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng chịu áp lực bán tương tự khi nhiều mã đã có xu hướng tăng giá trong nhiều tuần với VIX giảm 7,06%, BVS giảm 7,04%, CTS giảm 6,82%, VCI giảm 6,53%, VND giảm 6,01%. Ngoại trừ một vài mã vẫn tăng giá như SHS tăng 6,32%, VDS tăng 2,82%. Một số nhóm ngành như bán lẻ, hóa chất, thủy sản trong tuần qua vẫn có diễn biến tích cực tăng giá như PET tăng 5,91%, DGVK tăng 4,79%, MVKG tăng 2,56%, DGC tăng 5,22%, CSV tăng 7,84%, FMC tăng 7,69%, CMX tăng 5,88%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa, diễn biến tích cực nhất là PGB tăng 34% sau khi thoái vốn, KLB tăng 5,56%, EIB tăng 3,40%. Trong khi đó, BIS giảm 2,63%, TCB giảm 2,20%, VPB giảm 1,91%. Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2304 kết tuần ở mức 1.063,1 điểm giảm âm 1,12%, mức chênh lệch thu hẹp dần còn 0,33 điểm so với VN30. Các kỳ hạn dài hơn VN30F2305, 2.306 và 2.309 chênh lệch từ âm 2,53 điểm đến âm 6,53 điểm. Khối lượng MOI đang trong xu hướng giảm mạnh, khối lượng giao dịch cũng giảm so với tuần trước, cho thấy các trader đang giảm dần các vị thế nắm giữ và chưa có kỳ vọng lạc quan đối với chỉ số VN30. Theo phân tích kỹ thuật, VN Index vẫn vận động trong kênh hồi phục và tiệm cận đường MA20. Thị trường vẫn còn khả năng kết thúc điều chỉnh để tiếp tục xu hướng tăng nếu trong tuần tới VN Index đảo chiều và hồi phục trở lại. Theo nhận định, nếu chỉ số giữ được biên giới của kênh tăng giá thì sẽ duy trì xu hướng phục hồi ngắn hạn và mục tiêu khi đó có thể là 1.150 điểm. Nếu đánh mất kênh tăng giá nói trên, chỉ số vẫn sẽ nằm trong trạng thái tích lũy nhưng khi đó sẽ không rõ ràng về xu hướng với vùng hỗ trợ gần nhất là quanh 1.030 điểm. Xét trên góc nhìn chung dài hạn, có thể nhận thấy điểm số của VN Index biến động theo tuần là rất ít trong 9 tuần vừa qua. Thị trường đang tạo ra các sóng hồi phục với đáy sau cao hơn đáy trước trong khi đỉnh các sóng không tăng, đồng thời chu kỳ hình thành sóng đang kéo dài ra, dạng dao động chặt chẽ dần, nên có thể cho rằng về góc độ chung, dài hạn thị trường đang trong giai đoạn tích lũy chặt chẽ. Giai đoạn vận động trong biên độ hẹp với khối lượng thấp như hiện tại vẫn còn có thể tiếp tục kéo dài cho đến khi thị trường hình thành xu hướng uptrend mới. Thị trường trong ngắn hạn đang ở trạng thái không rõ ràng, vì vậy nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ thêm và có thể tiến hành giải ngân nếu VN Index giữ được kênh tăng ngắn hạn. Thị trường về chung dài hạn vẫn đang trong vùng tích lũy rộng quanh 1.000 điểm đến 1.150 điểm để chuẩn bị cho chu kỳ uptrend thực sự sau đó. Do đó, nhà đầu tư chung dài hạn có thể tiếp tục giải ngân dần tăng tỷ trọng nắm giữ để đón đầu giai đoạn tăng giá mới sau kỳ tích lũy này. Hướng giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy hiện nay. Trên thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ 6 ngày 14 tháng 4 nhưng hoàn tất tuần tăng thứ tư liên tiếp. Khi nhà đầu tư đón nhận báo cáo doanh thu bán lẻ yếu hơn dự báo nhưng loạt báo cáo tài chính mở đầu cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh lại tốt hơn kỳ vọng. Giá dầu thô đi lên và có một tuần tăng nhờ dự báo của cơ quan năng lượng quốc tế rằng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm nay sẽ cao kỷ lục.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 143,22 điểm, tương đương giảm 0,42%, còn 33.886,47 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,21%, còn 4.137,64 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,35%, còn 12.123,47 điểm. Còn tại châu Á, các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt tăng trong phiên chiều ngày 14 tháng 4. Chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu đà tăng của chứng khoán khu vực với chuỗi tăng kéo dài sang ngày thứ 6 liên tiếp. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,2%, khép phiên ở mức 28.493,47 điểm. Tương tự, chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng phiên thứ 6 liên tiếp với chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 0,38% và đóng cửa ở mức 2.571,49 điểm. Tại Trung Quốc, các chỉ số chính cũng tăng điểm. Chứng khoán Hồng Kông chốt tuần giao dịch trong sắc xanh với chỉ số Hang Seng tăng 0,46% lên 20.438,81 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 0,6% lên 3.338,15 điểm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!